Vừa qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ án mạng thương tâm. Theo đó, chỉ vì bực tức, vì do bị cháu chửi trong cuộc nhậu, người cậu đã lấy hung khí ra tay gây thương tích, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngày 27 tháng 8, Công an huyện Chư Sê, Gia Lai đã tạm giữ đối tượng Đặng Ngọc Hồ, sinh năm 1971, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê để điều tra, làm rõ về hành vi sát hại người. Theo thông tin ban đầu, tối 23 tháng 8, Hồ cùng cháu ruột là anh DMC, sinh năm 1990, trú thị trấn Chư Sê, ngồi ăn nhậu tại nhà của Hồ. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Hồ cảm thấy mệt liền lên giường ngồi. Thấy vậy, anh C không cho Hồ đi nghỉ nên hai bên xô đẩy giằng co nhau. Bực tức vì bị anh C chửi, Hồ đã lấy hung khí ở đầu giường ra tay khiến anh C tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hồ đã ném hung khí xuống giếng rồi chạy đến nhà chị gái. Được chị gái vận động, Hồ đã đến cơ quan công an để tự thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.